Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-8 nhé. Dòng xe thuộc phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ của nhà Mazda. Và trong cái video ngày hôm nay, dịp giữa tháng 7 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất được tăng cường giảm giá, cũng như tặng anh em thêm nhiều phần quà vô cùng đặc biệt ở thời điểm giữa tháng 7 này, để cho những anh em nào đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Mazda CX-8 này sẽ có thể nắm được. Hiện tại cái chương trình giảm thuế trước bạ của chúng ta đâu đó chỉ còn vào khoảng hơn nửa tháng nữa thôi là chúng ta dự kiến đã được thực hiện. Thì cái chính sách giá bán ở thời điểm này bên em đang tăng cường giảm giá để cho anh em nào mà mong muốn có cái được ưu đãi kép thời điểm này thì thực sự là phải cân đối quyết đoán ngay thì mới có cái cơ hội đấy được anh em nhé. Dòng xe Mazda CX-8 này sẽ có 4 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 2.5 Luxury này, 2.5 Premium, 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ và phiên bản 2.5 Premium 2 cầu 6 chỗ anh em nhé. Ở trong cùng phân khúc thì Mazda CX-8 này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, anh em cũng có thể tham khảo thêm ở trong cái tầm tiền từ hơn 900 triệu cũng như là lên đến hơn 1 tỷ. Ví dụ như là cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe Hyundai Santa Fe, cạnh tranh với chiếc xe Ford Everest hay là với chiếc Toyota Fortuner, đúng không ạ? Vậy thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được chính sách giá bán ở thời điểm này. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda CX-8 2.5 Luxury nhé. Bản này đang có mức giá là 949 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, túi cứu hộ nhanh và một bộ lót cốp. Sau khi tăng cường khuyến mại giảm giá về tiền mặt và tặng phụ kiện thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 995 triệu, trả góp thì đang là 214 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 986 triệu, trả góp thì đang là 205 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 968 triệu, trả góp thì đang là 187 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ cực kỳ là tốt về quyền giảm linh động, cũng như là khi anh em đặt xe ở thời điểm này thì anh em sẽ tiết kiệm đâu đó lên đến hơn 80 triệu. Cái chương trình ưu đãi kép của đại lý bên em và chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước anh em ạ. Anh em nên cân đối quyết đoán để đặt cọc sớm đi anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium cầu. Bản này thì đang có mức giá là 1.024 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm rất là sâu về tiền mặt nhé. Với cái mức ưu đãi như thế này thì em sẽ hỗ trợ cho những anh em ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn những anh em ở tỉnh thì vui lòng xem và tham khảo qua kênh của em nhé. Vì là tha cô phần vùng thị trường, bọn em không được phép bán ở tỉnh anh em ạ. Sau khi giảm tiền mặt và tặng phụ kiện cho anh em thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em 1.078 triệu, trả góp thì đang là 233 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.067 triệu, trả góp thì đang là 223 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.049 triệu, trả góp thì đang là 205 triệu. Đó, hiện tại cái phiên bản 2.5 Premium một cầu đấy bên em đang cực kỳ nhiều xe nhé, sẵn xe. Và cái chính sách về linh động thì bên em vẫn có thể hỗ trợ cơ bản được thêm. Và anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ là gửi cái bảng tính lăn bánh chi tiết, thì lúc đó anh em sẽ hình dung được con số cần chuẩn bị. Cơ bản là cái chính sách bán phân vùng ấy, thì anh em ở tỉnh thì xem và tham khảo kênh của em thôi. Em hỗ trợ cho những anh em ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ. Bản này thì đang có mức giá là 1.119 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt là cực kỳ sâu anh em ạ. Và cái phiên bản này bên em vẫn được tăng cường thêm, tặng anh em thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó, sau khi tặng anh em bảo hiểm thân vỏ này, dàn phim cách nhiệt, thảm sàn da,
tủ cứu hộ nhanh và một bộ lót cốp kèm giảm giá trực tiếp về tiền mặt nữa, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé. Anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 179 triệu, trả góp thì đang là 253 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 167 triệu, trả góp thì đang là 241 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 149 triệu, trả góp thì đang là 223 triệu. Với cái phiên bản 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ này thì bên em đang có sẵn màu trắng và màu vàng cát để có thể giao luôn. Còn các màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ, đâu đó dự kiến trong tháng 8 thì sẽ có giao xe để giao cho anh em ạ. Và cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 2 cầu 6 chỗ. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 129 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em cũng đang tăng cường giảm giá cũng như là có cái mức khuyến mại cơ bản thôi. Về phần quà tặng thì vẫn tặng anh em dàn phim cách nhiệt, thảm sàn da và túi cứu hộ nhanh và một bộ lót cốp nữa anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 189 triệu, trả góp thì đang là 255 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 177 triệu, trả góp thì đang là 243 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 159 triệu, trả góp thì đang là 225 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mazda CX-8 ở dịp giữa tháng 7 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ đặt xe cũng như là có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để cho anh em quyết đoán cân đối vào cọc anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.